Tại trường âm nhạc Yamaha thì học viên lớp Music Friend Course sẽ được đề cao sự sáng tạo và hoạt động độc lập. Điều đặc biệt của lớp này mình có thể thấy là có nhiều công cụ hỗ trợ như là nhạc đàn mẫu, nhạc đệm và video. Cụ thể hơn thì trong mỗi cuốn giáo trình đều có đính kèm link nhạc của các tác phẩm mà bé sẽ học. Trong video sẽ giúp bé quan sát chuyển động của bàn tay trên đàn và lắng nghe giai điệu được hát bằng tên của nốt nhạc. Nhạc đàn mẫu thì sẽ giúp bé lắng nghe và hình dung tác phẩm một cách dễ dàng hơn. Cuối cùng là nhạc đệm, phần này sẽ giúp bé chơi các tác phẩm độc tấu với lại nhiều màu sắc phong phú và tạo nhiều cảm hứng hơn cho bé khi chơi đàn. Theo mình tìm hiểu thì lớp MFC là chuyên về học nhóm, vậy thì chương trình này học nó sẽ có tác dụng gì đối với các bạn nhỏ ha? Lớp học Music Friend Course sẽ dành cho các bé từ độ tuổi 6 đến 12 và được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa lớp nhóm và lớp cá nhân, có nghĩa là kết hợp giữa những hoạt động tập thể với giờ học một kèm một. Đối với lớp học nhóm, các con sẽ được học xướng âm, hòa tấu và chia sẻ niềm vui âm nhạc với các bạn cùng lớp. Từ đó thì bé có thể phát triển niềm đam mê âm nhạc, yêu thích âm nhạc. Ngược lại thì trong giờ học cá nhân, con được học theo lộ trình của riêng mình và dựa trên các tác phẩm độc tấu ở trong giáo trình. Trong mỗi cuốn sách thì đều có đính kèm link nhạc của các tác phẩm bé sẽ học. Và trong giờ học, giáo viên sẽ giúp bé rèn luyện các kỹ năng mà bé còn yếu. Hôm nay hai bạn đi học có vui không nè? Dạ vui lắm ạ. Hôm nay con vừa được thầy dạy, vừa được thầy hướng dẫn cho bác sử dụng iPad để học. Mẹ ơi, mẹ cho con học ở đây được không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ mẹ sẽ đi đăng ký học cho hai bạn nha. Yeah! Cảm ơn mẹ. Sau một ngày trải nghiệm tại trường âm nhạc Yamaha thì không những là mình mà hai bạn nhỏ rất là thích. Do đó là mình đã quyết định là đăng ký cho các bạn học rất là dài hạn. Còn các mẹ có muốn một ngày trải nghiệm thật là thú vị như nhà mẹ A không? Xin mời các mẹ cùng hãy đến trường âm nhạc Yamaha nhé.